Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành đang đi vào quy trình hoàn thiện rất là nhiều hành vi câu đối khám thờ, ngài thờ cho tất cả quý khách hàng trên toàn quốc. Và trong video này chúng tôi cũng muốn tư vấn tới quý khách hàng, đó là làm về đồ thờ chúng ta nên chọn đó là chất liệu gỗ vụ, gỗ gõ đỏ, gỗ hương đá hoặc là gỗ mít ta, vì là chất liệu gỗ chúng tôi đã thử qua mưa nắng thời gian thì thấy rất là bền. Và quý khách có nhu cầu làm về hoành phi câu đối thì chúng tôi khuyên nên chọn đó là gỗ vụ, gỗ hương đá, gỗ gõ đỏ để đảm bảo cái tính không bị cong vênh, mối mọt và độ bền cao. Và trên mình các bạn đang xem đó là bức hoành phi ẩm hà tư nguyên và cỗ khám thờ, ngai thờ và các cái bộ hoành phi chúng tôi đã vừa thép vàng Đài Loan xong. Bức hoành phi các bạn đang xem đây là có kích thước 2m37, rộng 81 và hai đôi câu đối lòng mo cũng đã được thép vàng Đài Loan xong, được làm bằng chất liệu gỗ vụ và gỗ gõ đỏ, sơn PU cánh dán sẫm. Kích thước của bức hoành phi dài 2m37 này thì các cái khổ chữ nó sẽ to hơn, nó rơi vào tầm 40 phân. Và phía dưới có phụ đề ba chữ Đức Lưu Quang cho quý khách dễ hình dung. Chúng tôi làm đơn vị sản xuất trực tiếp các cái loại hoành phi câu đối bằng chất liệu gỗ vụ, gỗ gõ đỏ, gỗ hương đá. Quý khách có nhu cầu làm về hoành phi câu đối, quý khách liên hệ trực tiếp với cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định qua số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng sản phẩm. Và có rất nhiều các cái bộ chữ ở trong bức hoành phi, quý khách có thể thay đổi tùy ý. Và chúng tôi nên khuyên là quý khách làm bằng chất liệu gỗ vụ, gỗ gõ đỏ, gỗ hương đá. Và đây là cỗ khám thờ và cỗ ngai thờ làm bằng chất liệu gỗ mít ta đã được sơn son thiếp vàng phủ hoàng kim. Trong video này chúng tôi quay rất nhiều hoành phi câu đối cũng như các cái đồ thờ liên quan và các cái gam màu, thì quý khách có thể chọn tùy ý màu cánh dán sẫm chữ vàng hoặc là màu cánh dán sáng chữ vàng. Đây là bức hoành phi 4 chữ ẩm hà tư nguyên và các cái bộ chữ nho này chúng ta cũng có thể thay đổi được ẩm hà tư nguyên hay là ngũ phúc lâm môn hay là vạn cổ trường xuân. Và có các cái bộ nền trơn cũng như là các bộ chặt gấm, chúng tôi làm theo đa dạng mẫu mã kích thước để đáp ứng tất cả yêu cầu của khách hàng trên toàn quốc. Và video đang được quay trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành. Chúng tôi đang hoàn thiện lô đồ thờ cúng cho nhà thờ gỗ rất là lớn và cũng rất nhiều các cái bộ hoành phi câu đối lòng mo hàng liền khối. Quý khách có nhu cầu, quý khách cứ liên hệ trực tiếp với chúng tôi, không qua trung gian, qua số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể. Các bạn đang xem đây là cỗ khám thờ cao 97 phân và cỗ ngai thờ là cao 81. Trong video sau, tôi sẽ giới thiệu cụ thể hơn. Video này chúng tôi sẽ quay tổng thể. Đây là bức hoành phi làm bằng chất liệu gỗ gõ đỏ thì chúng ta nên làm màu sáng. Còn nếu như là gỗ vụ thì chúng ta có thể đi hai gam màu, đó là màu cánh dán sẫm và màu cánh dán sáng. Và chữ là chữ thiếp vàng và vàng Đài Loan hay là vàng 4 số 9, đó là do yêu cầu của quý khách. Quý khách hàng muốn xem thêm sản phẩm đồ gỗ Hiền Lành trên YouTube, quý khách hãy tìm kiếm đồ gỗ Hiền Lành và sau đó sẽ nhấn vào nút đăng ký kênh và quý khách sẽ mở nút chuông thông báo mới nhất để nhận các cái thông báo của chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã quan tâm và chia sẻ.